Chào mừng các em đã quay trở lại với siêu trí nhớ học đường. Hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp theo hai công thức còn lại của phần công thức cộng. Các em hãy làm ví dụ chứng minh rằng tan A cộng tan B chia cho 1 trừ tan A tan B bằng tan của A cộng B. Đây là một bài toán chứng minh một đẳng thức lượng giá. Cô xuất phát từ vế trái. Ta thấy tan A sẽ bằng sin A chia cos A, tan B sẽ bằng sin B chia cos B. Cô thay vào công thức. Sau đó ta thấy hai phân thức cộng lại thì hiển nhiên ta phải quy đồng mẫu số. Khi ta quy đồng mẫu số thì các em nhìn thấy là sin A cos B này cộng cos A sin B. Còn ở mẫu là cos A cos B trừ cho sin A sin B. Cả tử và mẫu đều chứa mẫu cos A cos B. Cos A cos B ta có thể rút gọn. Do đó ta viết sin A cos B cộng cos A sin B. Mẫu số cos A cos B trừ sin A sin B. Sau khi ta viết được công thức này rồi thì ta thấy là sin cos cos sin, cho ta nhớ là công thức của sin. Sin bằng sin cos cos sin. Dấu cùng. Như vậy là trên tử là công thức của sin. Ở dưới mẫu ta thấy cos cos sin sin dấu trừ. Như vậy là ta sử dụng công thức cộng ta đã học. Như vậy ở trên tử chính là sin của A cộng B. Ở dưới mẫu đây là công thức của cos, do ở đây dấu trừ, nhưng mà công thức của cos là cos trừ, do đó dấu trừ ta sẽ viết là dấu cộng. Sau khi ta viết xong thì ta nhìn thấy lại sin chia cos của cùng một góc, sin chia cos bằng tan. Như vậy ta thấy là tan của A cộng B, lập tức nó chính là vế phải. Cho nên ta đã chứng minh được công thức của ta. Và đây chính là công thức cộng của ta. Vậy ta nhớ tan của A cộng B chính là bằng tan A cộng tan B chia cho 1 trừ tan A tan B. Nếu có thay B bởi trừ B, như vậy các em nhìn thấy ở đây là tan của trừ B, mà tan trừ B sẽ bằng trừ tan B. Như vậy là ta có các công thức cộng, đó là bốn công thức đầu tiên các em đã tìm hiểu xong, và hai công thức của tan thì ta vừa chứng minh xong, đó là tan A trừ B và tan A cộng B. Để cho các em dễ thuộc các công thức lượng giá này, các em có thể cô sẽ viết thơ cho các em dễ nhớ. Đó là đối với công thức cos, ngoài là sin bằng sin cos cos sin, cos bằng cos cos sin sin dấu trừ, thì các em có thể đọc thơ đó là cos thời cos cos sin sin, sin thời sin cos cos sin rõ ràng, cos thì đổi dấu hỡi nàng, sin thì giữ dấu sin chàng, nhớ chưa? Còn đối với công thức của tan để làm sao mà dễ nhớ thì cô chế như sau: tan tổng bằng tổng tan tan chia 1 trừ với tích tan dễ dàng. Đây là các công thức lượng giá mà các em cần phải học thuộc để các em có thể làm các bài tập về phương trình lượng giá ở trong chương trình học lớp 11. Và để các em thuộc, các em có thể sử dụng làm các bài tập sau. Ví dụ, hãy tính tan của x cộng 60 độ, biết sin x bằng 4/5 và cái góc x đi từ 90 độ đến 180 độ. Các em lưu ý ở đây cho góc và cho một giá trị lượng giá, đó là sin mà yêu cầu là tính tan. Do đó các em cần tính các giá trị lượng giá, đó là ta thấy tan của x cộng 60 độ thì ta nghĩ ngay đến công thức tan của A cộng B. Vậy thì trong công thức của tan của A cộng B thì nó có tan x, do đó ta cần phải tính tan x. Như vậy sin của x bằng 4/5 thì ta sử dụng công thức sin bình cộng cos bình bằng 1. Do đó cos bình sẽ bằng 1 trừ sin bình. Như vậy ta thay vào ta được 1 trừ 4/5 tất cả bình thì cô tính ra được 9/25. Từ đó mà cái góc x lớn hơn 90 độ, nhỏ hơn 180 độ, có nghĩa là góc x nằm ở phần tư thứ hai, cho nên cos x của mình là âm,
Vậy cos bình mà bằng 9 phần 25 có nghĩa là cos x sẽ bằng cộng trừ 3 phần 5. Cho nên ta chọn cos x bằng trừ 3 phần 5. Có sin x, có cos x, cô sẽ tìm được tan x sẽ bằng sin x chia cos x. 4 phần 5 đem chia cho trừ 3 phần 5 sẽ bằng trừ 4 phần 3. Và ta áp dụng công thức tan của x cộng 60 độ sẽ bằng tan x cộng tan 60 chia cho 1 trừ tan x tan 60. Ta thay tan 60 độ là bằng căn 3, các em đã thuộc bài rồi. Hoặc là các em không thuộc thì các em lấy máy tính các em bấm. Còn tan x ta đã tính ở trên đây là bằng trừ 4 phần 3. Ta thay vào ta được, ta rút gọn là bằng 48 trừ 25 căn 3 phần 39. Ví dụ tiếp theo, các em hãy rút gọn biểu thức A bằng sin x cộng sin y tất cả bình cộng cos x cộng cos y tất cả bình, biết góc x trừ y là bằng b chia 3. Đầu tiên các em nhận thấy là biểu thức A nó gồm tổng của hai bình phương. Như vậy để ta rút gọn A thì ta khai triển hằng đẳng thức. Như vậy A sẽ bằng sin x cộng sin y bình phương, cô sẽ thay là khai triển sin bình x cộng 2 lần sin x sin y cộng sin bình phương y. Tương tự, cos x cộng cos y tất cả bình sẽ bằng cos bình phương x cộng 2 lần cos x cos y cộng cos bình phương y. Đây là bình phương của một tổng. Sau đó cô thu dọn sin bình x, cô nhận thấy có cos bình x. Sin bình y có cos bình y, cô nhóm lại một chỗ với nhau. 2 lần sin x sin y, 2 lần cos y, cô nhóm lại một chỗ với nhau. Sau khi nhóm xong thì cô thấy sin bình x cộng cos bình x thì bằng 1, sin bình y cộng cos bình y bằng 1. Như vậy là còn 2 lần sin x sin y, 2 cos y, cô đặt số 2 làm thừa số chung. Như vậy ta được 1 cộng 1 là bằng 2, 2 lần cos của sin x sin y cos y, nó chính là công thức cos cos sin sin, nó chính là công thức của cos. Vì ở đây dấu cộng thì cô thay bằng dấu trừ. Mà x trừ y thì bằng b chia 3. Do đó cô thay x trừ y bằng b chia 3 vào đây. Cos của b chia 3 ta biết là bằng 1/2. Như vậy là ta được là bằng 3. Như vậy là các em đã tìm hiểu xong các công thức cộng. Có 6 công thức cơ bản các em cần phải học thuộc và nắm. Và đặc biệt là các cách học thuộc lòng, các em có thể sử dụng hình thơ để các em học thuộc bài. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các em trong chương trình Siêu trí nhớ học đường lần sau. Chào các em.